Xin chào tất cả mọi người, hôm nay thì Giang và Bộ Phượng sẽ chơi trò Mario. Đây là trò Mario cấp giấy. Chưa kịp đọc công chúa gì thì cô gì của mình. Thank you.
không trả lời được câu hỏi đúng không? Chắc thế. Ôi, rơi xuống đi bạn. Mấy bạn dừng ở cái chỗ Mario. À, con rùa này sẽ kiểu chơi. Chắc là mấy bạn rùa này, cả rùa mới cả con gì đây à? Con rùa đâu, con rùa đâu, con đầu tiên ý. Con này thì giống con ăn quá. Mỏ vào con rùa rồi, mỏ vẹt này.
thì ngoài gọi lên. Đấy, bạn đã rung. Đấy. Không phải người lúc đầu đúng không? Đúng rồi, lúc mà giới thiệu ấy, lúc giới thiệu của con này. Nhưng mà ngay đoạn đầu. Phiên bản cái gì? Chứ là không hiểu. Nên là mình cứ bỏ qua. Bỏ qua chơi chơi cả những dạng. Đúng là bỏ vào túi. Gấp vào túi à? Nó lại ra này. Bắn bê. Nhảy đi thùng bên này xong nhảy thùng bên kia. Cứ đi, cửa cái không mở thì chả biết gì. Đi thôi. À, hình như cái này giống giống dây trái dây phải. Chắc là mình sẽ phải đập một cái cửa này.
Ay, bây giờ mình đến đây. Cái tốt.